quá là nóng rồi. Càng gần tới ngày ra mắt á thì anh em lại càng bàn tán sôi nổi và rất nhiều dự đoán đã được đưa ra. Nhiều nhất á là giữa hai nhà vua là Exeter 155 ABS và Exeter 135 FI. Ngoài ra thì cũng có những cái dự đoán khác là anh em đang mong muốn là MVS có thể ra một phiên bản mới có ABS sau nè, rồi Frigo nâng cấp phiên bản mới nè, hoặc là MT15 nâng cấp theo chu kỳ của R15V4. Vậy thì trong thời gian đó từ bây giờ đến ngày 15 tháng 9 á, trong khi Yamaha ra mắt siêu phẩm mới á, thì mời anh em cùng hai bánh mình cùng thảo luận xem khả năng nào và Exeter 155 hay Exeter 155 ra mắt nhé. Thì hôm nay hai anh em bên hai bánh tụi mình đó, bạn Vinh đây chắc anh em cũng biết nhiều rồi, đã sử dụng rất là nhiều dòng xe số, đặc biệt là rất là quen thuộc với dòng Ed 135. Còn mình thì tất nhiên rồi, luôn quen thuộc với những dòng xe Contay 150 và cả một Exeter 150 hay 155 gì mình cũng đã trải nghiệm rất nhiều. Thì bây giờ mình sẽ cùng thảo luận xem những cái giả thuyết, những cái khả năng nào để xem dòng xe nào có thể ra mắt trong sắp tới. Thì theo như anh thấy á, cái xu hướng bây giờ á, là nó sẽ quyết định rất là nhiều về cái thói quen sử dụng xe của người dùng. Và Exeter 155 hiện tại á, đang làm rất tốt cái sứ mệnh của nó từ khi ra mắt rồi. Thì thấy không có lý do gì mà phải ra thêm Exeter 155 á. Thì Vinh thấy sao? Riêng em thì lại thấy á, ở cái phân khúc của xe số của Yamaha thì nó đang bởi bị hụt, là bị thiếu. Bởi vì sao? Bởi vì nhiều người thường hay nói từ xưa tới giờ á, là Sirius là đối thủ cạnh tranh với lại Quay, còn Future là sẽ cạnh tranh với lại Jupiter. Nhưng mà Future là đã update qua khoảng 2 đời nữa rồi, và đã ra nhiều cái phiên bản nhiều màu sắc khác nhau, và thậm chí khoảng một thời gian từ đầu năm cho tới giai điểm bây giờ là Full LED được nhiều người đón nhận và độ rất là nhiều luôn. Còn trong khi đó thì Jupiter thì khoảng gần 6 cho tới 10 năm nay là hầu như là không có đổi mẫu, không có nâng cấp một cái gì đó mới hết, thì làm sao mà có thể đem ra để mà so sánh với lại một chiếc Future được. Vì vậy bây giờ chúng ta cần một cái xe gì đó số phổ thông mà nó phải có thể đối đầu gạt dò được cái thằng Future đó, thì theo em thấy thì chỉ có 135 FI mới làm được điều này thôi. Còn theo suy nghĩ của anh á, cái thời điểm trước á, thời điểm mà Yamaha ra mắt Exeter có côn mà không côn á, thì đó là cái giai đoạn mà người dùng đang dần chuyển hóa qua từ xe số sang xe công tay, đúng không? Hồi xưa là quay rim rất là thịnh, rồi mới dần dần qua xe công tay, thì Yamaha mới cần ra mắt hai phiên bản là xe số và xe công tay đó. Vậy nhưng mà sau này á, khi mà cái nhu cầu của anh em biker nó cao hơn rồi, cần một chiếc xe để có thể chạy đường dài nè, rồi đi tour nhiều nè, thì chắc chắn là cái việc update nâng cấp lên động cơ mạnh hơn 150 và thêm côn tay vô là điều hợp lý. Với lại vào cái thời điểm tháng 9 thì mình có để thấy không, thời gian gần đây nha, vào thời điểm tháng 9 khi mà là Yamaha sườn sẽ ra mắt dòng Exeter mới để cho phục vụ anh em nhu cầu đi chơi lễ cuối năm hoặc là đi về quê đó, thì theo anh vẫn nghĩ là Exeter 55 sẽ có khả năng ra mắt nhiều hơn. Thì cũng đúng như anh nói là cái thời điểm mà ra giữa cái dòng Exeter sẽ có cái phiên bản là có côn và không côn, là đó là một cái giai đoạn chuyển hóa để giúp cho người dùng có thêm hai cái sự lựa chọn bắt đầu cho một cái chiếc xe côn tay. Rồi về sau này khi người dùng đã bắt đầu quen với những chiếc xe côn tay đó rồi thì họ bắt đầu bỏ những cái phiên bản côn tự động và chỉ chuyển dần sang là làm côn tay thôi, bắt đầu từ 150. Nhưng mà khi mà sản xuất như vậy rồi á, thì lại có một số đông đảo người ta vẫn thích đi một chiếc xe thể thao, nhưng mà họ muốn một cái xe số hoạt động bình thường thôi, thì Yamaha lại không đáp ứng được nhu cầu đó cho những người đó. Cho nên mà theo như em thấy á, là một chiếc 135 là không côn là cần thiết ngay bây giờ. Thứ nhất là nó có thể mạnh hơn Future, đối thủ cạnh tranh. Thứ hai nữa là nó sẽ nằm giữa hai cái phân khúc, không quá yếu như là Sirius mà nó không quá mạnh như là F150, hay là nó phải có côn tay được khó điều khiển như là F155 đó. Thì cái thằng 135 đó nó sẽ cân đối giữa hai cái đó luôn, cho nên em thấy khoảng thời điểm này ra 135 thì tuyệt vời hả? Nhưng mà theo anh thấy thì đúng là theo những cái sự tương tác hay là những cái mong muốn của rất là nhiều anh em là vẫn đang rất là thích dòng Exeter 135. Nhưng mà mình có thể nhìn vào thực tế là cái số lượng anh em mong muốn về thích Exeter 135 có thể về Việt Nam mà có thể nhiều anh em cũng bình luận theo cái kiểu này là sẵn sàng bán F150, 155 để mua 135 luôn, thì cái này vẫn có. Nhưng mà nhìn vào thực tế thì có bao nhiêu anh em có thể sẵn sàng làm cái việc đó? Tại vì rõ ràng rồi, những xu hướng bây giờ
Ngay cả những dòng em binh có so sánh đi, dòng phân khúc 125 đó là thật sự là hiện tại là đang anh em đang chơi rất nhiều, nhưng mà nếu mà tính ra số lượng ra là anh em vẫn đang ưu chuộng về dòng 150 nhiều hơn. Những phân khúc như là Winner Edge đó rất là nhiều, còn 135 nó chỉ có một cái bộ phận nhỏ thôi. Thì những cái bộ phận này họ đang có dòng xe như là Future rồi, thì liệu họ có đánh đổi và chuyển qua 135 thì em thấy khả năng này nó sẽ thấp. Riêng cá nhân em thấy cái vấn đề này về cái 135 sẽ bán cho những cái nhu cầu nào thì em sẽ thấy là dành cho những cái bạn nào mà đang đi những cái dòng xe đời cũ, ví dụ như đi những con 135 sang cơ đời cũ, hoặc là những cái bạn mà vừa mới bán một chiếc xe số đơn giản, những chiếc quay nè, Sirius, Jupiter, những chiếc xe đơn giản đó, họ muốn tìm kiếm một cái xe gì đó thể thao hơn, mới hơn 135 thì họ có thể lựa chọn cái dòng xe này. Chứ thật sự mà bây giờ á, bản thân em cũng công nhận điều đó, nếu như một người mà đang đi một con 155 nhiều công nghệ mạnh mà không bao giờ có thể gặp được cái tình trạng là cái bạn đó sẽ bán và chấp nhận đổi về 135 hết, nó sẽ yếu hơn, thiếu công nghệ hơn đó, là và nó sẽ là một cái phiên bản côn tự động nữa nếu mà nó ra mắt, thì cái thị trường nó đúng như anh nói là sẽ không thể nào mà thu hút được những cái bạn nào mà đã ở trên 155 cao rồi. Nhưng mà ở bên dưới sẽ còn rất là nhiều người đang cần một cái chiếc xe như vậy. Thì nhưng mà theo như anh thấy á, cái cho dù 135 có ra thì mình lấy ví dụ một cái phiên bản từ nước bạn đi, Malaysia đi, dòng Yamaha 135 LC, thì thực tế cái dòng xe đó nó chỉ lấy lại những chi tiết trên S150 hay 135 thôi, như là đầu đèn của 150, còn mặt đồng hồ là của 135 và đuôi đèn sau của 135, chỉ có cái phần dàn áo yếm hai bên là nhìn vô có thể là những chi tiết của S135 trước kia thôi. Đó thì em thấy cũng không có gì quá đặc sắc và nổi bật để có thể bỏ số tiền ra để mua. Đúng là nếu mà đem so nó với lại một chiếc xe 155 hay là 150 thì có thể là nhìn nó thua thiệt thiệt. Nhưng mà nếu mà xe nó so nó với lại cái mặt bằng chung của những cái dòng xe khác thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Ví dụ như là có đèn LED nè, đồng hồ cũng đẹp hơn. Đó, rồi nó là một chiếc xe số bình thường nữa mà 135, thì những cái yếu tố đó nó sẽ cộng dồn lại làm nên một cái chiếc xe gì đó nó đặc biệt hơn những cái dòng xe số còn lại đang có mặt ở thị trường mình. Nếu mà như vậy thì theo anh thấy nó sẽ ra những cái vấn đề, những khía cạnh như thế này nè. Khi mà giả sử nha, S135 có ra mắt thực tế thì về những cái chi tiết trên xe nè, cộng với động cơ nè, thì chắc chắn là giá bán nó sẽ lại chênh lệch. Có thể là nó sẽ cận quá so với S150 nè, hoặc là có thể cao hơn lại Future, thì lúc này cũng người dùng cũng sẽ rất là khó lựa chọn về cái 135 này. Theo anh thấy thì không nha. Nếu bây giờ mình đang đặt giả sử cái vấn đề á, là 155 sẽ ra một cái phiên bản mới, và nhiều người thường hay nói là sẽ có thêm ABS, thì chắc chắn khi mà có thêm những cái đó thì có thể một phần giá bán cũng sẽ đội lên cao hơn một tí xíu, bởi vì có thêm công nghệ mới. Đó, thì khi mà đã độ lên cao rồi thì 135 được kèm vô ở giữa đó nữa thì cái số tiền trên lệch nó cũng sẽ nhìn thấy rõ hơn. Và khi mà đem so sánh một cái con 135 đó với lại những cái dòng xe số nhỏ hơn á, thì người ta cũng sẽ tự đong đếm được, à con này là một cái xe đời mới nè, một cái xe mang những cái công nghệ của năm mới, thì làm tất nhiên là nó cũng sẽ mạnh hơn so với lại những cái con như là Future nè. Đó, rồi nó sẽ nhìn thể thao và đẹp hơn, không có bị nhàm chán như là chiếc Jupiter nữa. Đó, cho nên là nếu mà nhét nó vô ở giữa cái phân khúc đó thì vẫn có thể bán được anh. Nó giống như cái câu chuyện của Honda vậy á, vì sao mà đã có quay A rồi lại làm thêm quay RSX, rồi lại chiếc Black, rồi lại có Future nữa. Những cái phân khúc đó nó nằm ngang với nhau nhưng mà vẫn có được cái lượng khách hàng riêng của mình. Như vậy thì ok, sau một thời gian phân tích rồi thì mình sẽ thử đưa ra những cái ưu điểm và khuyết điểm của hai dòng xe đi. Theo anh thấy nè, những cái ưu điểm hiện tại mà Exciter 155 đang có là gì? Là cái sự yêu thích từ anh em rất là đông, và có cái sự thực tế thực tiễn phục vụ cho nhu cầu sử dụng cũng nhiều nè. Và qua những cái việc là động cơ mạnh nè, rồi Edge nó ra mắt cũng khá là lâu rồi, cho nên cái số lượng mà đồ chơi hay là những cái đơn vị mà họ làm xe đổ xe cũng rất là nhiều. Ở ngoài ra là cái phần phụ tùng cũng dễ thay thế đó, và chắc chắn là 135 hiện tại vẫn đang phục vụ rất là tốt cho hầu hết nhu cầu sử dụng của anh em biker.
đó thì anh thấy những ưu điểm của Exeter 155 đang có là như vậy. Còn em á, thì lại thấy cái ưu điểm của 135 khi mà ra mắt á, là nó sẽ cứu giãn được cái tình trạng của những cái dòng xe số đang cực kỳ chán của Yamaha, chỉ quanh quẩn chỉ có Silroot, rồi Silroot FE, rồi Jupiter. Khi ra thêm con này nữa, người ta sẽ có một cái sự lựa chọn gì đó nó cao cấp hơn, nhưng mà nó lại không quá khó sử dụng như là N155. N155 nó là một cái xe côn tay, thì đã là côn tay rồi thì số người sử dụng được nó cũng hạn chế lắm. Ví dụ như anh chạy được nè, đó thì cao hơn xíu nữa thì nhiều khi là có ba anh chạy được thôi. Còn những cái người khác như là chị nè, mẹ nè, chắc chắn là những cái người phụ nữ thì không thể sử dụng được. Còn đối với lại 135 á, mặc dù nhìn vô nó cũng sẽ là một cái xe thể thao đó, nhưng mà khi mà một người nào đó trong nhà của chúng ta muốn sử dụng thì nó cũng sẽ với một cái tiêu chí là một chiếc xe số thông thường mà thôi. Ai cũng có thể chạy được. Ok, nhưng mà nói thì dù là như vậy á, nhưng mà đã Exeter mà 135 mà kiểu như là một cái bước đi thụt rồi, thụt lùi rồi, thì chắc chắn động cơ sẽ yếu hơn so với mặt bằng chung những xe hiện tại, và qua đó thì cũng có ít công nghệ hơn. Và với nhu cầu mà rất là nhiều anh em yêu thích hiện nay là cái việc mà bào tour hay là đi về quê bằng xe máy, nó cũng sẽ hạn chế hơn rất là nhiều. Đó thì là những khuyết điểm có thấy 135 có đang là như vậy. Đúng, thì có thể là 135 á, thì việc đi tour, đi đường trường á, thì cái chắc chắn nếu mà như cái mẫu quà của bên Malai đi, thì bánh sau nó sẽ nhỏ hơn, thì cái mà khi mà chúng ta chạy đường trường á, thì nó cũng sẽ không thể nào mà chắc chắn bằng mà chiếc 155 được. Nhưng mà với một cái khối động cơ như vậy mà người mua, người ta vẫn muốn sử dụng nó với những cái nhu cầu khác nhau của họ, tức có nghĩa là họ đã có một cái xu hướng chạy xe giống như là nó nhẹ nhàng hơn, nó vui vẻ hơn, nó ngắm cảnh hơn, thì họ mới chọn một cái dòng xe mà nó đơn giản như là 135. Nó không cần phải quá như là quá mạnh để chạy được 1.1, 1.2 gì đó ngoài cao tốc, hay là họ cần phải đi để tính giờ hay gì đó để về kịp, thì những chiếc 135 có thể đáp ứng được nhu cầu cưỡi ngựa xem hoa khi đi chơi. Thì sau khi những gì mà đã phân tích cũng như đưa ra ưu điểm và khuyết điểm của hai dòng xe ấy, thì mình vẫn nghĩ là N135 FI có khả năng ra mắt. Em vẫn tin là N135 FE sẽ ra mắt. Bởi vì sao? Bởi vì theo như cái công bố ngày này nè, đó thì ngày hôm đó người ta sẽ ra không phải chỉ một sản phẩm, biết đâu sẽ là một chiếc xe tay ga, rồi 155 của anh là sẽ có thêm ABS và đổi màu mới. Và xe 135 em mong chờ là nó ra một cái phiên bản mới luôn thì sao, tại vì trên này đâu có nói là ra một xe đâu. Ok, cũng hợp lý. Thì cái đó chuyện của em tin không kể em, nhưng mà theo những gì mà anh tìm hiểu được và những kiểu như là những cái mà thông tin mà mình trong hội nhóm mình chơi á, thì mình vẫn tin là N155 nâng cấp lên ABS có thể có khả năng ra mắt nhiều hơn. Thì nói chung là mỗi dòng xe thì nó sẽ tùy thuộc vào phong cách khác nhau, và tại vì hai cái phân khúc hai dòng xe này nó cũng không có giống nhau được, cho nên mình chỉ đưa ra phân tích những cái luận điểm, những cái khả năng về dòng xe nào có khả năng ra mắt nhiều nhất thôi. Nó còn Vinh thấy thế nào về thì cái này chỉ là một cái buổi tranh luận với anh về cái xe nào sẽ ra mắt thôi. Thì cam tâm trong em thì vẫn muốn là chiếc 135 FE nó sẽ ra mắt, nhưng mà nói đi nói lại thì cái mà cái khả năng 155 sẽ có ABS nó sẽ vẫn là cao hơn so với lại là ra một chiếc 135 có FE. Ok, thì đó cũng là những cái suy nghĩ của anh em. Cứ nhờ Minh Si và Vinh đang đại diện cho anh em, có những người rất là thích dòng 135 mà có những người luôn trung thành với dòng 135 cũ. Và còn theo như anh em có những ý kiến gì thì nhớ bình luận phía dưới nhé. Cảm ơn đã xem, bye bye.